Presence in the U.S., Canada, and European markets, millions of VinFast smart electric vehicles will soon be on the road, moving toward a green, smart, and sustainable future. VinFast, boundless together. Lần đầu tiên Việt Nam đem xe qua bên Mỹ thì cũng chúc mừng cho nước Việt Nam có cái tên của VinFast, thì chữ B cũng là represent Việt Nam đó. Thì theo mình thấy đó, trong cơ hội thì ai cũng muốn làm ăn về bất cứ về chuyện gì, thì đã qua chiến tranh rất là nhiều rồi đó, thì bây giờ là đầu tiên Việt Nam làm cái chiếc xe hơi đó, thì mình thấy cũng là cái bước tốt đẹp cho nước Việt Nam. Mình nghĩ đó, nếu mà cái giá nó bán comparable với lại mấy cái người hãng khác á, thì sẽ có tương lai ở nước Mỹ, đã có tương lai trên thế giới. Thì i35 i36, ok, i36 nó chạy 400 mph, i35 thì chạy được khoảng 300 mph. Cái body style thì đẹp, cái kiểu design này đó, cái wheel thì cái wheel ở trong mình chưa thấy, nhưng mà hy vọng tương lai có thể là được lái thử đó. Tại vì mình cũng là dân chơi xe đó, thì mình cũng đa số mình chưa đi xe điện lần nào, nhưng mà mình in the future là mình định mua xe điện để có một chiếc xe để đi chọn trong gia đình. The future là xe điện, thì có thể mình bắt có cuộc thay đổi. Theo mình biết trong tương lai ở Cali nữa là người ta không cho đi xe gas, thì phải mới thay đổi qua xe điện hết. Thì chắc cũng họ có ý với dân ở đây.